Theo đó, người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh đi về từ khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, tức là cấp độ 4, cấp độ 3 và các tỉnh, thành phố có số ca mắc cao như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai thì cách ly 7 ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú. Với những người tiêm chưa đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine đi về từ khu vực nguy cơ cao, tức là cấp độ 3, cách ly 7 ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 7 ngày tiếp theo. Những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 về Hà Nội, đi về từ khu vực nguy cơ, tức là cấp độ 2, thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày.